Con nhớ nha. Wow. Xin chào tất cả mọi người đã trở lại fanpage của Tuget. Hôm nay Tuget đang có mặt tại Hà Nội và thời tiết đang rất là lạnh. Tuget hôm nay có một vị khách mời rất đặc biệt. Cầu thủ Duy Mạnh, U23 Việt Nam vừa trở về từ Thường Châu và chúng ta sẽ cùng trải nghiệm một chút với Duy Mạnh nhé. Duy Mạnh, em thấy thời tiết Hà Nội hôm nay có hay hấn gì so với thời tiết của Thường Châu không? Nếu mà để so sánh thì thời tiết Hà Nội hôm nay không rét bằng ở bên đường chân Trung Quốc. Nhưng mà thường ở bên Thường Châu, ví dụ em đá tuyết như thế thì có bị trơn trượt nhiều không? Chắc là lúc tuyết rơi thì nếu mà mình gạt cái tuyết đi thì nó sẽ rất là trơn. Còn nếu mà mình tuyết nó rơi xuống mình chạy thì nó trượt. Thế lúc em chạy ra, lúc em chạy? Lúc chạy thì thực ra là em đi đi sắt thế nào? À, đi sắt. Thế lúc mà hãng có thứ cũng bị trượt hơn chút đúng không? Cũng có bị trượt. Nhưng mà thời tiết chắc là chạy tay chân nó cóng đó. Một vài trải nghiệm về thời tiết thôi. Còn hôm nay chủ yếu chúng ta sẽ có một challenge, một trò chơi nho nhỏ của Tùng Kết và Duy Mạnh, đó là sút xà ngang. Sút xà ngang thì bất cứ một cầu thủ nào hay bất cứ một ai chơi bóng đá thì đều biết trò chơi này. Và với trò chơi này thì hình phạt đó là búng tay và xem ai sẽ thua nhất, và mỗi một lượt sút sẽ được một điểm. Một, hai, ba. Phải chút trước. Tập nhiều hơn thì chắc chắn tập nhiều hơn nó sẽ khác ngay à, Hà thề đó. Mời thí sinh tiếp theo. Xuất sắc. Chúng ta có người thắng cuộc rồi các bạn ạ. Bây giờ là không giải quyết vấn đề gì nữa rồi, bây giờ có người thắng cuộc rồi. Được rồi, tất nhiên là đây là một trò đùa thôi và thử thách thôi. Hy vọng tất cả các bạn thấy vui với clip này. À quên, đây là hình phạt. Wow, nó giết mình này. Ôi, sẽ hẹn gặp lại em ở Sài Gòn. Cảm ơn em đã tham gia thử thách này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn đến tập tiếp theo. Ok.